We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bố ơi, sắp tới Noel rồi hả bố? Đúng rồi con yêu à, Noel sắp đến rồi đấy con. Vậy con có được nhận quà của ông già Noel không bố? Dĩ nhiên là có chứ con. Nhưng sao hả bố? Con phải viết thư cho ông già Noel, kể những việc tốt con đã làm cho ông già Noel biết. Dạ vâng, thưa bố. Con sẽ viết thư cho ông già Noel liền đây ạ. Viết gì đây ta? Mình sẽ viết gì gửi ông già Noel đây? Hãy giúp mình với các bạn nhỏ ơi. Mình không biết viết gì luôn. À, mình có ý rồi. Chúng ta hãy cùng viết về việc học tập tốt của chúng ta nhé. Sau đó kể về việc tốt mà chúng mình đã giúp đỡ cha mẹ nhé các bạn. Chúng mình bắt đầu nhé các bạn. Kính chào ông già Noel, sắp tới Noel rồi, cháu rất mong được nhận quà từ ông già Noel. Cháu kể cho ông nghe về việc cháu nhận được đánh giá tốt khi học môn toán, tiếng Việt, âm nhạc, thể dục. Dù là học tại nhà, cháu luôn chú ý nghe thầy cô giảng bài, cháu làm bài cẩn thận, cháu học thuộc bài. Vì vậy, cháu làm bài tập nộp thầy cô luôn đúng và luôn cẩn thận khi làm bài. Ngoài ra, khi học xong, cháu dọn dẹp sách vở để gọn vào cặp. Khi chơi đồ chơi xong, cháu gom dẹp gọn gàng. Cháu tự dẹp đồ gọn gàng giúp cha mẹ. Cháu luôn dạ thưa khi gặp người lớn. Cháu viết thư này gửi đến ông già Noel. Cháu rất mong ngày Noel ông sẽ ghé nhà cháu tặng quà cho cháu. Kính chào ông. Mình viết thư xong rồi. Giờ mình đi tìm bố để gửi thư nhé các bạn. Bố ơi. Gì đó con yêu? Bố ơi. Bố đây, có gì không con yêu? Con viết thư xong rồi. Bố gửi ông già Noel giúp con nhé. Đâu, đưa bố xem thử nào con yêu. Dạ, thư đây bố. Này bố đọc thư coi nào. Con viết gì nào? Thư con viết hay lắm.
Ok, để bố gửi ông già Noel cho con nhé. Mừng ngày giáng sinh yên lành, đời mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày giáng vui quá, vui quá đi. Từ thành phố hay miền quê nơi đây vang tiếng hát ca tưng bừng. Vậy là mình sắp có quà rồi. Wow, các bạn nhỏ đã tới đêm Noel rồi. Các bạn nhỏ đã ngủ hết chưa? Ông già Noel sẽ đến tặng quà cho các bạn nhỏ đây. Ha 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 ha. Để ta nào các bạn nhỏ ơi. Ta sẽ đến liền đây. Ông già Noel đến đây. Ta đến tặng quà cho các bạn nhỏ đây. Ông già Noel đến rồi đây. Ha 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 ha. Mình cũng chui qua ống khói được rồi. Đây là nhà của bé Thỏ nè. Ông già cho em tới đây bé Thỏ ơi. À thì ra đây là nhà bé Thỏ đấy à. Bé Thỏ nằm ngủ ở đây để đợi ông già Noel đấy. Ta là ông già Noel đây, bé Thỏ. Ta đã nhận được thư của cháu rồi, nên ta đến để tặng quà cháu đây. Quà của cháu đây nhé. Cố gắng học thật giỏi nha bé Thỏ. Ông già Noel đi đây. Mình đang đợi ông già Noel mà. Nhưng lại ngủ quên luôn nãy giờ. Không biết ông già Noel ghé chưa nữa.
Ý, qua kia, qua kia. Qua. Quà của ông già Noel. Yeah, quà của ông già Noel. Gói quà đẹp quá à. Yeah, yeah, mình có quà của ông già Noel rồi. Yeah. Vui quá, vui quá các bạn ơi. Cầu xa bao tươi vui trên khắp các nẻo. Mình có quà ông già Noel tặng rồi. Giờ mình đi khoe với bố đây. Bố ơi. Gì đó con yêu. Con có quà của ông già Noel tặng rồi nè bố ơi. Dạ con có được quà từ ông già Noel nè. Vậy thì hay quá. Chúc mừng con yêu. Vậy con biết tại sao con được ông già Noel tặng quà không? Dạ, vì con kể cho ông già Noel về những việc tốt con đã làm. Và các bạn nhỏ cũng vậy nhé. Hãy luôn chăm ngoan và học thật tốt. Thì chúng ta sẽ luôn có quà tặng nhé các bạn. Hãy thở chào tạm biệt các bạn nhỏ tại đây nhé. Mở quà đây. Yêu thích video này, các bạn hãy bấm vào kênh Barbie Kids TV cho một like. Bấm vào nút đăng ký bên phải màn hình. Các bạn nhớ bấm vào cái chuông rung để nhận được những thông báo về video mới nhất nha.